Xin chào các bạn, video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm hai cái mạch điện tử nhỏ nhỏ này. Mạch thứ nhất là mạch cảm biến ánh sáng. Mạch này khi trời tối nó sẽ tự động bật đèn, khi trời sáng thì nó sẽ tự động tắt đèn. Ở đây tôi có bố trí thêm cái tụ điện để có tính năng trì hoãn và có biến trở để các bạn chỉnh được cái độ nhạy. Cái mạch thứ hai là mạch cảm biến chuyển động. Thì mạch này khi có người chuyển động lại gần nó sẽ phát hiện và bật đèn. Khi có người đi khỏi hoặc là không có sự chuyển động thì sau một khoảng thời gian nó sẽ tự động tắt đèn. Mạch này thì nó thích hợp cho các bạn gắn trong nhà kho hoặc là đường hành lang. Và cả hai cái mạch này thì nó đều sử dụng điện áp 12V. Do đó nó thích hợp cho các bạn sử dụng cho hệ thống năng lượng mặt trời. Các bạn tải sơ đồ mạch in và làm theo hướng dẫn. Đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các bạn mạch cảm biến ánh sáng sử dụng điện 12V. Trước đây tôi đã từng có một cái video về cảm biến ánh sáng sử dụng điện 220. Mạch đó hoạt động tốt, tuy nhiên một số bạn thì có yêu cầu thêm, đó là thêm độ trễ và biến trở để chúng ta chỉnh độ nhạy. Thì tôi đã tập trung hết vào trong cái mạch này rồi. Đây là cái con tụ điện để chúng ta tăng cái độ trễ lên. Cụ thể ở đây tôi sử dụng tụ điện 1 microfarad. Bạn nào muốn trễ nhiều hơn thì có thể sử dụng tụ 10 microfarad hoặc là 20 microfarad thì nó sẽ trễ lâu hơn. Còn đây là cái con biến trở mà chúng ta chỉnh cái độ nhạy. Cái phần mạch in này tôi để trong phần mô tả của video, các bạn cứ tải về. Phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp linh kiện luôn. Hai con domino 2. Đế 8 chân. Cái chiều khuyết này, các bạn hướng nó qua bên trái. Relay 12V. Trở cúc áo 504. Một con trở 100 kg. Hai con tụ 1 microfarad. Chiều dương chúng ta gắn hướng lên phía trên. Hai con giống nhau luôn. Và cuối cùng là quang trở. Rồi, bây giờ đi hàn nữa là xong. IC3 số 5 chúng ta sẽ gắn cái chiều khuyết hướng qua bên trái này. Đây sẽ là bên cắp điện vào 12V. Và đây sẽ là cắp điện ra 12V. Các bạn nhớ cấp đúng âm dương nhé. Sáng nay đẹp trời tôi cấp sai làm hai con IC toa mạng. Điện 12V chúng ta sẽ cấp vào bên trái này. Ở bên phải này chúng ta sẽ nối ra một cái bóng đèn. Ở đây tôi thử là cái đèn LED. Vì thế mà cần cái con trở hạn dòng là 1.2 kg. Bây giờ tôi sẽ cắm điện thử cho các bạn xem. Để tăng độ nhạy thì các bạn sẽ chỉnh cái con trở cúc áo này ngược chiều kim đồng hồ nhé. Các bạn muốn tăng độ trễ thì thay con tụ 1 microfarad bằng con tụ 10 microfarad hoặc 22 microfarad thì thời gian trễ nó sẽ lâu hơn. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn mạch cảm biến chuyển động PIR. Cái này khi có người chuyển động ngang qua thì nó sẽ bật đèn. Cái này cũng là ngõ vào 12V và ra 12V luôn. Đây là cái module cảm biến chuyển động này. Ở trên nắp này thì chúng ta sẽ có, đây là cái gương cầu Fresnel này. Đây là gương cầu Fresnel này. Nó sẽ tập trung các cái tia nhiệt từ mọi phía, tập trung về phía tiêu điểm. Ở tiêu điểm của nó sẽ có một con cảm biến PIR. Cảm biến này gồm có hai điểm cảm nhận. Khi có sự biến đổi, tức là có chuyển động thì nó sẽ phát hiện ra và nó tác động với các con IC sau này, nó sẽ kích tín hiệu ra và duy trì trong một thời gian. Đây là nguyên lý của cái cảm biến chuyển động PIR. Thì cái đây là cái kính hỏa tụ Fresnel này. Cái cảm biến PIR của chúng ta sẽ nằm trong đây. Và đối với những vật mà vật sống á, thì nó sẽ phát ra cái tia hồng ngoại. Khi mà mình di chuyển qua đây thì qua cái gương cầu này nó sẽ tác động vào hai cái điểm ở trong cái cảm biến này. Đó, lần lượt hai điểm thì tức là có chuyển động thì khi đó nó sẽ phát ra tín hiệu và đưa vào IC xử lý.
ở phía dưới đây thì nó sẽ có hai con biến trở. Một con để chỉnh thời gian trễ. Con này nó sẽ trễ thấp nhất là 5 giây, nhiều nhất là 300 giây. Còn ở bên phải sẽ là cái con tăng giảm cái độ nhạy. Ở dưới đây có một cái zoom nối này. Các bạn để nó ở vị trí dưới nhé. Hai con Domino 2. IC ổn áp 7805. H1061. Rào cái vuông. Relay 5V. Tụ điện 1 microfarad, chiều dương các bạn gắn hướng lên phía trên. Một con trở 1 ký 2. Cảm biến chuyển động chúng ta sẽ gắn vào chỗ này. Như vậy là vừa đẹp. Đây sẽ là điện vào 12V. Điện ra 12V. Bên trái tôi sẽ cắp điện 12V vào. Bên phải tôi sẽ lấy ra. Nó sẽ ra điện 12V luôn. Chúng ta sẽ gắn vào bóng LED. 3 con trở 1 ký 2. Bây giờ khi có vật nóng chuyển động qua thì đèn sẽ sáng. Khi có vật nóng chuyển động qua thì đèn sẽ sáng. Khi không có chuyển động thì sau khoảng 5 giây nó sẽ tự động tắt đèn.